Chào mọi người ạ. Tôi đang suy nghĩ về việc làm sao để tăng trưởng doanh số. Nếu như mà tôi là một cái nhà phân phối, tôi là một cái sale bán hàng cho những cái nhà phân phối hoặc là những cái đơn vị nhập khẩu. Lúc nào chúng tôi cũng đau đáu về chuyện tăng doanh số, đúng không ạ? Hay là tôi là CEO của một cái thương hiệu, tôi là giám đốc kinh doanh của một cái cửa hàng hay là của một cái chuỗi, thì làm thế nào để gia tăng doanh số? Chúng ta luôn đau đầu với những điều đó, đúng không ạ? Các bạn có đau đầu không ạ? Có hay không ạ? Hãy trả lời cho tôi là có, đúng không ạ? Hầu hết chúng ta đều gặp phải những vấn đề như vậy. Vâng, thế thì để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ thi vào bài luôn. Đấy là cách tôi dẫn đề một chút thôi. Bài học này tôi sẽ nói về phát triển kênh phân phối để tăng được cái doanh số. Như chúng ta biết rằng là nói về kênh phân phối, nói trong 10 phút không có ý nghĩa gì cả. Kênh phân phối là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta có thể nói cả một ngày, cả một tháng mà cũng không hết vấn đề. Thì đây chỉ là những cái gợi ý mang tính kinh nghiệm, mang tính đúc kết để cho các anh chị hình dung ra, đúng không ạ? Muốn phát triển được kênh phân phối thì chúng ta cần phải có những cách là chúng ta sẽ tự phát triển mạng lưới của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ khai thác mạng lưới của đối tác, có đúng không ạ? Chúng ta có thể phát triển chuỗi cửa hàng, nếu như là chúng ta phát triển ví dụ như là chuỗi nhà hàng, chuỗi thời trang, đúng không ạ? Chuỗi là một loạt các cái cửa hàng, cửa hiệu của chúng ta. Đấy, thì trên thị trường bây giờ có rất là nhiều chuỗi, rồi thì thậm chí là kể cả những cái sản phẩm đơn giản chúng ta cũng có thể phát triển chuỗi được. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể phát triển những cái mô hình bán hàng như gọi là kênh phân phối, là bán lẻ, là shop in shop, các cửa hàng tiện lợi, rồi chúng ta làm ký gửi ở tất cả những cái siêu thị, những cái đại lý. Đấy chính là những cái kênh mà chúng ta có thể làm trong cái hình thức bán buôn bán lẻ. Chúng ta sẽ phải tìm đại lý, chúng ta sẽ vạch ra thị trường tỉnh, thị trường huyện, thị trường xã. Ở tỉnh thì cần bao nhiêu đại lý cấp tỉnh, cần bao nhiêu đại lý cấp huyện, cần bao nhiêu đại lý cấp xã. Và chúng ta phát triển cơ chế chính sách chiết khấu, bán buôn bán lẻ và giao hàng, rồi thì bảo hành, rồi thì công nợ, đúng không ạ? Rất là đau đầu, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm. Hôm vừa rồi tôi vừa tư vấn cho một anh chị giám đốc của công ty nhập khẩu và phân phối độc quyền một số các cái mặt hàng là máy cầm tay. Máy cầm tay là những cái sản phẩm như máy khoan, máy đục, máy mài, đấy, kiểu như thế. Thì anh chị nói là cái vấn đề phát triển kênh phân phối rất là phức tạp, bởi vì là thị trường phải đi tỉnh, mà tuyển sale thì khó quá, cứ đi tỉnh thì các bạn không chịu đi, mà lương thì cũng khá là cao, lương cũng mười mấy triệu một tháng. Anh chị cũng nhờ tôi tìm cho, tiện đây thì nếu mà anh chị nào mà cần tìm việc làm thì có thể liên hệ với tôi có thể hỗ trợ rất là nhiều, vì tôi cũng có khá là nhiều các mối quan hệ người ta cần tìm nhân viên, và bản thân tôi là có thể đào tạo cho nhân viên chưa tốt thành nhân viên tốt hơn để giao cho những doanh nghiệp đó. Thế thì tiếp tục đấy là mình có thể phát triển bằng cách là bỏ mối hàng ở các cái cửa hàng, các cái gian hàng di động, hoặc là chúng ta cũng có thể bán hàng di động. Thì chúng ta sẽ có một cái bài học về cái phần tổ chức các cái việc bán hàng kênh lưu động sau, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là phát triển kênh phân phối bằng cách là làm nhượng quyền thương mại. Vâng, làm nhượng quyền thương mại là làm gì? Thì muốn làm được nhượng quyền thương mại thì đầu tiên chúng ta phải xây dựng cái mô hình chuẩn. Mô hình chuẩn ví dụ như là một cửa hàng thời trang về thời trang nam, sau đó mình có thể nhượng thành các cái showroom cho các cái đại lý, đúng không ạ? Thời trang nữ, đấy, thí dụ như là những cái nhãn ở trên thế giới hay là nhãn ở Việt Nam họ cũng đều làm theo cái mô hình như vậy. Thế rồi thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị các cái hợp đồng, cơ chế hợp tác, chính sách, những cái điều khoản chúng ta hỗ trợ cho khách hàng, và khách hàng cần phải làm gì cho chúng ta. Mình gọi là bên nhận nhượng quyền và bên nhượng quyền ấy, đúng không ạ? Quyền lợi của bên nhận nhượng quyền là gì? Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền là gì? Chúng ta phải rõ ràng và chúng ta phải có tiêu chí thảo luận, đúng không ạ? Các cái tiêu chí tìm kiếm đối tác là bên nhận nhượng quyền như thế nào? Sự hỗ trợ ra sao? Hợp đồng, nhượng quyền, chính sách, dòng tiền, khả năng sinh lời, tất nhiên là trên lý thuyết, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tạo ra một cái bộ nhượng quyền thương mại như vậy, bao gồm catalog, bao gồm hợp đồng, bao gồm cách tính toán về dòng tiền, các cái mô hình và các cái phần mềm, các phần cứng để một cái đối tác nhượng quyền họ có thể làm được. Ví
ví dụ như cà phê, ví dụ như thời trang, ví dụ như nhà hàng, họ làm nhượng quyền rất nhiều, các bạn hiểu chưa ạ? Vâng, thì trước đây thì tôi cũng đã tư vấn cho một cái hợp đồng nhượng quyền ở nước ngoài, người ta vào Việt Nam thì tôi cũng biết, đúng không ạ? Thì nó cũng rất là khắt khe, rồi thì họ cũng là tốn rất là nhiều chi phí, ví dụ như là thiết kế cửa hàng phải theo ý họ, diện tích phải theo ý họ, nhập hàng phải theo ý họ, trưng bày phải theo ý họ, phần mềm bán hàng phải ý họ, vân vân, rất nhiều các quy định, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, chương trình bán hàng, chính sách khuyến mại, rồi tốc độ mở chuỗi như thế nào, bao nhiêu lâu thì phải mở một cái, thì chúng ta phải ký hợp đồng với họ, đấy là của nước ngoài. Thế còn của Việt Nam thì ví dụ như trong chiều nay thì tôi có nhận được một cuộc gọi của một cái khách hàng tiềm năng, là họ muốn hỏi về cái mô hình nhượng quyền, tức là họ muốn mở cái cửa hàng Crown Space của chúng tôi ở Vũng Tàu. Đấy thì họ cũng hỏi rất nhiều, như thế nào, ra sao, bán được không, rồi thì đầu tư bao nhiêu, vân vân vân. Thì tất cả những cái thông tin như vậy tôi có nói là sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và chuyên nghiệp, với điều kiện là hai bên cần phải thảo luận kỹ, hai bên cần phải ký hợp đồng nguyên tắc để chúng tôi mới cung cấp thông tin. Chứ chúng tôi không thể là thông qua một cái email hoặc thông qua một cuộc gọi hỏi chúng tôi đã khai hết rồi. Thì đấy là cái nguyên tắc làm việc thôi. Thì cái việc nhượng quyền thương mại cũng rất là hay và là một cái mô hình rất tốt, các bạn có thể làm chuẩn và sau đó các bạn phát triển. Nhất là trong cái ngành fast food, ngành đồ ăn, đồ uống, ngành F&B chúng ta hay nói đấy, thì nhượng quyền thì chúng ta chỉ riêng cái phí nhượng quyền là chúng ta cũng đang kiếm được bao tiền, hàng trăm triệu mỗi năm rồi, và trên một cái cửa hàng, một chuỗi cửa hàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể phát triển ra các thị trường mới như là các tỉnh khác, các huyện khác, đúng không ạ? Các quốc gia khác. Bây giờ chúng tôi đang cân nhắc về việc là sau này chúng tôi có tiềm lực, chúng tôi sẽ mở các cửa hàng và đi ra thị trường thế giới. Tại thị trường Đông Nam Á, đúng không ạ? Hay tại thị trường châu Âu, hoàn toàn chúng tôi có thể làm được điều ngược lại. Thay vì trước đây người Việt Nam chỉ nhận thế giới vào đây nhượng quyền và phát triển tại Việt Nam, thì bây giờ chúng ta cũng có thể vươn tầm ra thế giới. Tất nhiên nghe có vẻ hơi vĩ mô, hơi lý thuyết, nhưng mà đấy là tầm nhìn. Chúng ta phải có tầm nhìn như vậy thì chúng ta hành động, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn trở thành số 1 thì chúng ta sẽ cố gắng đạt được số 2. Chúng ta mong muốn được số 2 thì chúng ta sẽ mong có khả năng đạt được số 3. Thế thì tội gì mà không làm mong muốn là số nhất, được không ạ? Vâng. Thế thì các bạn có thể kết hợp với cái mảng online. Ví dụ như các bạn mở gian hàng trên Alibaba, mở gian hàng trên Amazon, mở website và bán ra thị trường thế giới bằng cách chạy AdWords, chạy Facebook đối với website thương mại điện tử bằng tiếng Anh đàng hoàng, không có vấn đề gì cả, không có điều gì là giới hạn cả, giới hạn duy nhất đấy là sự tưởng tượng của anh chị thôi. Thế thì tôi vẫn luôn luôn nói rằng là kênh phân phối là một vấn đề rất phức tạp và không hề đơn giản, nó có rất nhiều mô hình. Đấy, có thể là mở một cái cửa hàng, có thể mở một cái cửa hàng bán buôn ở tỉnh, vân vân, rất nhiều cách để chúng ta có thể làm như vậy. Miễn là tăng trưởng được doanh số, hoặc là ký gửi, hoặc là shop in shop, hoặc là online, vân vân, whatever, bất kể cách nào chúng ta đều có thể phát triển được kênh phân phối, miễn là dòng tiền chúng ta quản lý tốt. Như tôi được biết, một cái thương hiệu thời trang nam của anh bạn tôi, doanh thu khoảng 600 tỷ một năm, là thương hiệu thời trang nam, thì anh nói là kênh showroom, tức là cái kênh anh ấy mở ra khoảng 30-40 cửa hàng, kênh đấy bán thực sự không tốt bằng các kênh shop in shop, kênh GT, kênh siêu thị, các kênh bán theo kiểu là chúng ta vào một cái cửa hàng chúng ta chỉ nhìn thấy một cái quầy kệ, hoặc là thậm chí một cái giá bé bé như này thôi, trên đó treo một số cái đồ, nó chỉ có một cái khu vực diện tích chỉ khoảng mét vuông thôi. Thế nhưng mà chúng ta có thể bán được doanh số từ những cái chỗ đấy, và đội ngũ sale của anh ấy lên tới hàng trăm người. Kênh phân phối rộng thì phải đội sale rộng và đội sale mạnh, sale thiện chiến, được chưa ạ? Thì cũng quay lại một cái ví dụ khác, như ví dụ về cám thì tôi cũng đã nói trong một cái bài học nào đấy, thì cũng cần một đội sale rất thiện chiến và nằm vùng, ăn ngủ ở cái vùng đó và phát triển cực kỳ mạnh các cái đại lý cấp 1, cấp 2 của chúng ta, sẽ bán rất tốt và sản lượng rất là tuyệt vời. Thì tôi như tôi nói, kiến thức là không đủ, và nói về kênh phân phối nói 10 phút thì thực sự là các bạn sẽ không học được điều gì. Thì những cái này nó mang ý chính thôi. Và nếu như các bạn cần tư vấn phát triển kênh phân phối và chiến lược phát triển kênh phân phối cho ngành hàng của mình và cho các cái sản phẩm của mình, thì các bạn có thể tìm tôi. Tôi là Phan Anh, tôi sẽ hỗ trợ các anh chị. Và cái gì tôi hỗ trợ miễn phí được thì tôi sẽ miễn phí, cái gì không miễn phí được thì tôi sẽ báo phí để các anh chị làm. Tất nhiên phí thì hai bên sẽ thương lượng, được chưa? Các anh chị có thể gửi email cho tôi ở địa chỉ phananhonline@gmail.com, được chưa? Hoặc Facebook Phan Anh VCU.
là các bạn sẽ tìm thấy số của các cái thông tin của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã lắng nghe các bài học của tôi.